những nam thần cực phẩm đốn tin người hâm mộ bóng rổ Việt Nam. Trái với vẻ từng trải của các ngôi sao dày dạn tại VBA như Tâm Đình hay Justin Young, nhiều tân binh sở hữu nét đẹp trẻ trung, khỏe khoắn đã sẵn sàng tiếp nối đàn anh trở thành nam thần trong lòng người hâm mộ bóng rổ Việt Nam. Thừa hưởng nét đẹp mang một chút hơi hướng châu Âu từ người cha Serbi cùng chiều cao lý tưởng 1m89, Marko Mladenovic Trí Anh, thường gọi là Marko, tân binh điển trai bậc nhất của câu lạc bộ Hồ Chí Minh City Wings. Tại VBA 2021, Marko để lại ấn tượng tốt bởi thường xuyên có mặt trong đội hình chính và có một double-double với 10 điểm và 10 lần bắt bóng. Giới chuyên môn đánh giá, Marko sẽ sớm trở thành nam thần của câu lạc bộ Hồ Chí Minh City Wings bên cạnh những đàn anh Vincent Nguyễn, Huy Hoàn, Thái Nam. Cùng sở hữu vẻ ngoài đốn tim, Phạm Thành Nam là ngôi sao trẻ xuất phát từ bóng rổ phong trào và được câu lạc bộ Thăng Long Warriors lựa chọn. Sở hữu chiều cao 1m84, gương mặt không góc chết, Nam Mon còn lấn sân sang một số chương trình truyền hình. Không sở hữu vẻ cao vượt trội, Hoàng Tú của Sài Gòn Heat cũng đầy triển vọng trở thành biểu tượng của câu lạc bộ này bởi gương mặt đậm chất baby. Hậu vệ trẻ này đã để lại dấu ấn về tài năng tại VBA 2021 khi thường xuyên thực hiện thành công những quả ném chất lượng từ vòng ngoài 3 điểm. Hoàng Tú còn được đánh giá là người hài hước, thân thiện, thường xuyên pha trò cùng đồng đội. Là cầu thủ nổi tiếng trong làng bóng rổ phong trào phía Bắc, Trần Phi Hoàng Long cao 1m83, thể hình rắn chắc, cùng phong cách chơi bóng mang thiên hướng mạnh mẽ. Sinh năm 2002, tài năng của Long Lu đã được sớm phát hiện khi được gọi vào đội tuyển U18 Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao Học sinh Đông Nam Á 2019. Được Thăng Long Warriors, câu lạc bộ Á quân của VBA 2020, lựa chọn vào chương trình phát triển tài năng trẻ, Long Lu dự kiến cũng sẽ là thỏi nam châm hút người hâm mộ ra sân cổ vũ trong thời gian tới. Cùng chung câu lạc bộ với Long Lu là bạn thân của Phạm Thành Nam, Đoàn Nhất Quang cũng là sao trẻ có ngoại hình ấn tượng. Trái với vẻ ngoài của bạn thân Nam Mon, Quang Tám sở hữu nét đẹp nam tính với làn da rám nắng, thân hình rắn giỏi cùng phong cách thi đấu lạnh lùng nhưng đầy nhiệt huyết. Cuối cùng là Từ Dương Huy, một sao trẻ của câu lạc bộ Sài Gòn Heat, là vận động viên đến từ bóng rổ Nghệ An. Dương Huy sở hữu nụ cười ấm áp, đầy thiện cảm. Với gương mặt đầy chất điện ảnh và thái độ chăm chỉ tập luyện, Dương Huy có tương lai sáng lạn để trở thành cầu thủ đại diện của Sài Gòn Heat, câu lạc bộ bóng rổ giàu truyền thống nhất tại VBA.